Cầu dài nhất thế giới, Mỹ cũng không phục Trung Quốc. Xin chào các bạn, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã giúp con người có thể xây nên những công trình vĩ đại, trong đó có những cây cầu bắc qua các con sông, thậm chí là biển. Và Trung Quốc hiện là quốc gia giữ nhiều kỷ lục nhất về các cây cầu dài nhất trên thế giới. Bạn có thắc mắc đó là những cây cầu nào, chiều dài bao nhiêu, chúng bắc qua đâu? Trong video hôm nay, chúng tôi mời các bạn khám phá 10 cây cầu dài nhất thế giới, Mỹ cũng không phục Trung Quốc, bởi họ đang sở hữu những cây cầu dài tới hàng chục, hàng trăm nghìn km. Hãy cùng xem video nhé! Cầu lớn Đan Dương Côn Sơn, 164,8 km, đây hiện là quán quân của danh hiệu cây cầu dài nhất thế giới và nằm trong sách kỷ lục Guinness với danh hiệu đó. Cầu Đan Dương Côn Sơn là một cầu cạn dài 164,8 km trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh, phải mất 4 năm để xây dựng cầu và chi phí hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Đây là cầu dành cho đường sắt, do vậy, ngồi trên tàu là cách duy nhất để trải nghiệm. Cầu lớn Thiên Tân, 113,7 km. Cầu Thiên Tân là cây cầu cạn, đường sắt, chạy giữa Lan Phường và thành phố Thương Châu thuộc tỉnh Hà Bắc, một phần của tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải. Cầu được khởi công xây dựng vào năm 2006 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2010. Đây là một trong những cây cầu dài nhất thế giới với tổng chiều dài 113,7 km. Theo Guinness, nó giữ danh hiệu cây cầu dài thứ hai trên thế giới. Cầu Vị Nam - Vị Hà, 79,7 km. Nằm trên tuyến đường sắt Trịnh Châu - Tây An, tổng chiều dài của cây cầu là 79,7 km. Cầu được xây dựng cách qua sông Vị Hà hai lần, cũng như nhiều con sông, tuyến đường cao tốc và đường sắt khác. Cầu được hoàn thành vào năm 2008 và giữ danh hiệu cầu dài nhất thế giới cho tới khi bị vượt qua bởi hai cây cầu thuộc tuyến đường sắt Bắc Kinh - Thượng Hải. Mặc dù hoàn thành khá sớm, nhưng đến năm 2010, cây cầu mới được chính thức đưa vào sử dụng. Cầu Hồng Kông - Châu Hải - Macau, 55 km. Cây cầu vượt biển nối Hồng Kông với Macau và Châu Hải có tổng chiều dài các hạng mục dài 55 km. Cầu đang giữ kỷ lục cầu vượt biển dài nhất thế giới. Chi phí xây dựng cầu ước tính hơn 10 tỷ đô la Mỹ, vượt qua cả kỷ lục cây cầu đắt nhất hiện nay với cầu San Francisco, vịnh Auckland. Siêu dự án này dài gấp 20 lần cầu cổng vàng ở California, Mỹ. Số thép sử dụng để xây cầu nhiều hơn 60 lần tháp Eiffel, với tổ hợp cầu bao gồm 3 đoạn, một đường hầm dưới biển và 4 đảo nhân tạo. Nếu so cây cầu này với cầu Tân Vũ, Lạch Huyện, hiện là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam với chiều dài 15 km, thì đúng là một trời một vực phải không các bạn? Cầu Bắc Kinh 48 km được biết đến là cầu cạn có tuyến đường sắt cao tốc nối liền thủ đô Bắc Kinh với thành phố Thượng Hải. Cầu hoàn thành vào năm 2010, bắt đầu được khai thác từ năm 2011. Cầu Bắc Kinh dài hơn 48 km, có nhịp dài nhất tới 108 m. Cây cầu này được xây dựng chủ yếu để phục vụ tuyến đường sắt trên cao nối thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải. Với tuyến đường sắt cao tốc này, thời gian đi lại giữa hai điểm là 4 tiếng 48 phút, tính cả thời gian dừng lại một ga ở Nam Kinh. Cầu Vịnh Giao Châu, 42,5 km. Năm 2011, Trung Quốc khánh thành cầu Vịnh Giao Châu hình chữ T nối liền thành phố cảng Thanh Đảo với sân bay nằm trên đảo Hoàng Đảo. Với chiều dài lên đến 42,5 km, gồm 6 làn đường và nó đã xác lập kỷ lục Guinness là cây cầu trên mặt nước dài nhất thế giới. Tuy nhiên, kỷ lục này đã bị phá vỡ bởi cầu Hồng Kông - Châu Hải - Macau. Điều ấn tượng ở cây cầu này là Trung Quốc chỉ mất đúng 4 năm để hoàn thành với số tiền đầu tư 2,3 tỷ đô la Mỹ. Các phương tiện giao thông chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển từ đầu này sang đầu kia. Giới chức trách Trung Quốc nhận định cây cầu này có khả năng chịu được siêu bão, động đất lên đến 8 độ Richter. Video đến đây là hết rồi. Nếu còn biết cây cầu nào dài hơn những cây cầu mà thế giới hôm nay vừa giới thiệu thì hãy comment bên dưới để mọi người tham khảo nhé. Đừng quên like và share video để cho mọi người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.